Thưa quý vị, nhiều người không cầm được nước mắt khi nghe nhạc phẩm Con đường Việt Nam. Trong bóng tối trại giam nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu tình đời, có những người đi tù vì quê hương. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chồng gái để còn có ngày mai, vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài, đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương. Nhạc sĩ Trúc Hồ, những bài nhạc của anh đã viết, sáng tác và những khúc nhạc anh hòa âm nói lên một tinh thần yêu nước. Khi em lắng nghe bài hát đó, em rất là cảm động vì lời của bài hát cũng nói lên tâm tình của em dành cho quê hương rất yêu thương Việt Nam. Hơn 40 năm qua, biết bao nhiêu người đã dấn thân lao tù vì yêu thương đồng bào, vì yêu thương quê hương. Những sự hy sinh của những tù nhân lương tâm, gia đình của họ làm cho em rất là cảm kích và khâm phục. Ôi ngày về xa quá, biết mẫu thân có chờ được ngày về, đến khi hay tin người đã tan hơi, nén đau thương, nén dòng lệ tuổi hờn. Anh chưa về, chưa đội được vành khăn tang. I think it's really inspiring that it's kind of a call to action in order to promote human rights throughout the world. And because music is such a universal thing, you know, it really helps mobilize people in order to be more cognizant of issues and to kind of help out with this in order to promote the like dignity of a person. Con nghe cái bản nhạc Con đường Việt Nam, con rất là cảm động. Con nghĩ là mọi người trẻ mình phải làm cái việc gì đó cho mấy trường mấy bác mấy Việt Nam. Và tuổi trẻ ở hải ngoại thì lúc nào tụi em cũng hướng lòng về quê nhà. Đó là chúng ta cũng vận động như thỉnh nguyện thư, những cái chương trình để mà chúng ta tiếp sức cho chúng ta không làm ngơ trước những tình hình hiện giờ, và chúng ta phải lên tiếng. Anh Trần Huỳnh Duy Thức vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chồng gái để còn có ngày mai, vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài, đi cho trọn trọn con đường Việt Nam. Vẫn đôi chân bước đường còn miệt mài, đi cho trọn trọn con đường Việt Nam. Qua cái bài hát này á, thì tôi nghe, vừa nghe qua tôi cảm thấy rất là xúc động, quá xúc động. Mong muốn rằng là tất cả những người ở nước ngoài đều có một cái tâm lòng để hướng về đất nước, làm sao cho chúng ta áp lực, có một cái áp lực để mà thả những người bị tù lương tâm. Thưa quý vị, không ai trong chúng ta có thể chấp nhận nhìn người yêu nước chết lần chết mòn. Và để cứu lấy Trần Huỳnh Duy Thức và tương lai của đất nước và dân tộc Việt Nam, kính mong quý vị chúng ta hãy cùng nhau ký vào bản thỉnh nguyện thư gửi đến Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ và các tổ chức ân xá quốc tế để yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chồng gái đây còn có ngày mai, vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài, đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương. Vũ Nhân tường trình cho đài truyền hình SBTN.